Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong tập 59 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm và Cửu Thiên Tôn cổ điện solo tại Tinh Vân Các. Kết quả Tiêu Viêm bị thương, Cửu Thiên Tôn đi đến dùng tay bắt vào vai Tiêu Viêm định mang đi, thì Dược Lão hồi sinh trở lại đã đứng sau lưng của Cửu Thiên Tôn. Chuyển sang tập 60 phần 6 của Trung Châu, Dược Lão đề nghị Cửu Thiên Tôn bỏ Tiêu Viêm ra bạn ê. Dược Lão đã đánh một chưởng vào Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn dùng tay đỡ một chưởng. Cửu Thiên Tôn bay về phía sau nhìn lên chỗ Tiêu Viêm. Hắn phát hiện cơ thể Dược Trần hồi sinh quá bình thường, nhưng trình độ cấp độ lại hồi phục. Trở lại chỗ Tiêu Viêm đang chào Dược Lão tỉnh lại. Dược Lão cho Tiêu Viêm đi đánh những người khác đi. Còn thằng Cửu Thiên Tôn rách này cứ giao trong đánh hạ cánh nằm đất. Sau đó Tiêu Viêm cảm nhận được Dược Lão mạnh quá, nên lưng thững mật cánh đi giúp đám người thành lân. Lúc này Cửu Thiên Tôn có thảo luận với Dược Trần là Dược Trần hồi phục lại sức mạnh với biệt danh Dược Tôn giả có thể chống cự với hồn điện không. Tuy nhiên Dược Lão không quan tâm hồn điện có mạnh nhất hay không, mà bọn này hôm nay đến Tinh Vân Các định làm gì, mà còn chưa kể mày còn đánh thằng đệ tử Tiêu Viêm của tao Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn nghe vậy đã đánh một chưởng hai hình con thú bằng nước vào Dược Trần. Dược Trần dùng tay chở một chưởng vỡ không gian chống đỡ, khiến hai con thú bằng nước của Cửu Thiên Tôn nổ tung. Dược Trần đánh một chưởng hình bàn tay vào người Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn đã tạo ra một cái lồng nước bao xung quanh phòng thủ. Kết quả không gian chỗ Cửu Thiên Tôn vỡ nát, đồng thời lồng nước của hắn cũng vỡ, nên Cửu Thiên Tôn lùi lại về phía sau hơn 100 bước. Chuyển đến chỗ anh em giang hồ đang đứng bên ngoài Tinh Vân Các không chuyên. Họ đang dùng mồm với bình luận dưới trận chiến là Dược Trần, Dược Tôn giả đang còn sống. Dược Trần mất đi xác mà sức mạnh không bị giảm, hay Dược Trần hồi phục sức mạnh cứu Tinh Vân Các trước hồn điện. Trở lại chỗ Tiêu Viêm thấy Dược Lão đi đường đánh trên cờ Cửu Thiên Tôn. Hắn nhìn sang Thiên Đấu Khôi bị Hắc Thiên Tôn đánh phát nào lùi phát đó, còn Thanh Lân và Bạch Thiên Tôn đang solo hòa nhau. Tiêu Viêm phát hiện Thanh Lân sử dụng sức mạnh Viễn Cổ Thiên Xà chiến đấu, do đó Tiêu Viêm quyết định lao đến trợ giúp Thiên Đấu Khôi đánh với Hắc Thiên Tôn là được. Đám người Phong Tôn giả và Tiểu Tiên lo được mấy tên hồn điện khác. Chuyển đến chỗ Dược Trần trên bầu trời nhìn đệ tử Tinh Vân Các bị chết khá nhiều. Dược Trần đã tát một chưởng hình bàn tay vào mỗi người Hắc Thiên Tôn và Bạch Thiên Tôn, làm cho Hắc Thiên Tôn và Bạch Thiên Tôn phọt máu mồm trên bay từ trên trời xuống rừng rậm hình thành một hố sâu mấy trăm mét. Sau đó Dược Lão đổi mục tiêu đánh một chưởng xuống mặt đất đám người hồn điện. Một số anh em hồn điện bị chưởng của Dược Lão đi qua nát hết thân thể. Vì vậy anh em cường giả hồn điện không dám chạy vào nhà chính Tinh Vân Các nữa, mà họ quay xe bỏ chạy tìm nơi giúp bên ngoài Tinh Vân Các. Trở lại với Cửu Thiên Tôn thấy quân đội hồn điện vừa bị Dược Trần giết nhiều quá. Hắn phát biểu Dược Trần vừa hồi sinh xem sức mạnh như thế nào, nên Cửu Thiên Tôn gọi điện thoại trợ giúp người thân bóp nát miếng ngọc trên tay. Bát Thiên Tôn của hồn điện 8 sao từ khe không gian trên bầu trời đi ra. Bát Thiên Tôn chào Cửu Thiên Tôn phải gọi hắn đến Tinh Vân Các, nhưng Cửu Thiên Tôn đề nghị Bát Thiên Tôn bớt nói nhảm đi. Do đó Bát Thiên Tôn dùng mắt nhìn thấy Dược Trần đã hồi phục sức mạnh. Lúc này Dược Lão nói chuyện với Bát Thiên Tôn, không ngờ hồn điện cử ra bộ đôi Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn. Bát Thiên Tôn thấy tình hình Dược Trần sống lại bảo sao Cửu Thiên Tôn không đánh được. Trong cuộc trò chuyện của hai người Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn, Cửu Thiên Tôn kể về sức mạnh Dược Trần mới hồi sinh đang còn yếu, hai người họ cùng đánh Dược Trần là được. Hai nhiệm vụ lần này do hắn và Bát Thiên Tôn dẫn đầu mà thất bại, về hồn điện bị phạt vỡ mồm tiền đâu mà đưa. Thậm chí năm xưa Bát Thiên Tôn solo đánh nhau thua Dược Trần nữa, giờ là lúc giải quyết Dược Trần trả thù. Sau một hồi suy nghĩ, Bát Thiên Tôn đồng ý hợp sức với Cửu Thiên Tôn đánh Dược Trần. Điều này làm cho Cửu Thiên Tôn tin tưởng hai người họ hợp sức đánh ngang trình với người trình độ đấu tôn 9 sao. Trở lại với Tiêu Viêm đang đứng trên một ngọn núi quan sát, hắn nhìn thấy những giọt mưa trên người của Cửu Thiên Tôn rơi xuống có thể giết cả đấu hoàng. Chuyển đến chỗ Cửu Thiên Tôn đã tạo ra một quả cầu nước. Bát Thiên Tôn dùng đấu khí trắng bọc vào quả cầu nước của Cửu Thiên Tôn thành quả cầu băng. Bát Thiên Tôn nói chuyện với Dược Trần có dám đỡ một chưởng của hai người họ không. Năm đó hắn từng thất bại trước Dược Trần. Cửu Thiên Tôn thấy Dược Trần vẫn bình thường trên trời, hắn từ mồm phun ra một giọt máu vào quả cầu sử dụng đấu kỹ vũ thực thương khung và ném quả cầu băng vào Dược Lão. Toàn bộ người từ Tiêu Viêm hay những người khác nhìn thấy quả cầu băng của Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn đi đến đâu nát hết không gian xung quanh. Nên một số anh em đang quan sát bên ngoài Tinh Vân Các vác xe chạy hết tốc độ. Trở lại với Dược Lão đã dùng tay giữ quả cầu băng đứng im. Dược Lão tuyên bố sức mạnh của ông không phải là đấu tôn 9 sao nữa,
mà đã trở thành bán thánh. Cựu thiên tôn và bát thiên tôn nghe đến hai chữ bán thánh khả năng toang. Còn người tinh vân các hay phong tôn giả đang dùng mắt đổ dồn vào dược trần bán thánh ăn mừng. Kể cả một số anh em cường giả đang cong đít chạy nghe thấy dược trần là bán thánh, họ đã đứng lại hóng chuyện tiếp. Kể cả Tiêu Viêm đứng trên một gọn núi không ngờ dược lão lần này hồi sinh lên bán thánh. Chuyển đến chỗ dược trần dùng tay đã đánh nát quả cầu băng tạo ra một sóng năng lượng. Dược trần dùng tay bóp hết năng lượng đang lan ra tinh vân các biến mất. Sau khi quả cầu băng bị biến mất, hai người Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn đã phật máu bùng trên. Bát Thiên Tôn nhìn dược lão lần này hắn lại thua trước dược trần. Còn Cửu Thiên Tôn tức quá nghiến răng vỡ cả răng khi dược trần đạt đến bán thánh. Do đó Cửu Thiên Tôn đề nghị Bát Thiên Tôn mau rời khỏi nơi đây. Dược trần là bán thánh, hai người họ hợp sức không đánh lại được đâu. Vì vậy Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn mở ra một khe không gian chuồn. Nhưng dược lão dùng tay bóp khe không gian của Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn đang định chạy. Đồng thời dược lão đánh một chưởng vào khe không gian, khiến bên trong khe không gian hai người Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn kêu đau. Hai người đã phun máu từ khe không gian ra ngoài vào dược trần. Dược trần đã cho hai bệ mau bắn về phía mình biến mất. Khe không gian trên bầu trời cũng biến mất để lại tiếng vọng. Dược trần hồn điện sẽ quay trở lại. Hiện tại dược lão đang tiếc mới tiến vào bán thánh để hai thằng Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn chạy được. Tiêu Viêm đã bay lên ăn mừng với dược lão xuất hiện giải cứu tinh vân các. Còn phong tôn giả chúc mừng dược trần đột phá bán thánh. Lúc này dược trần đã hạ lệnh mọi người trong tinh vân các thu dọn bãi chiến trường. Phong tôn giả cũng nói chuyện với mọi người về dược trần. Dược trần sẽ được các loa phát thanh anh em giang hồ bên ngoài đến tinh vân các loan tin dược trần là bán thánh, nên danh tiếng dược trần được nâng cao. Các đầu tôn sẽ đến tinh vân các gia nhập mà thôi. Dược lão cũng đồng ý với phong tôn giả về vấn đề này. Khi các đầu tôn ở Trung Châu gia nhập tinh vân các, họ sẽ là một trong những quân đội chủ lực. Trải qua 2 đến 3 ngày sau, tinh vân các được anh em giang hồ loan tin tốc độ trong mặt là dược thánh, dược tôn giả của tinh vân các. Vì vậy rất nhiều anh em giang hồ đến tinh vân các hỏi thăm có quan hệ. Do đó tinh vân các được một số đầu tôn từng có quan hệ với dược lão đã gia nhập tinh vân các. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đang ngồi tại một ngọn tháp sau núi tu luyện. Hắn vừa mở mắt đã gặp được dược lão đến nói chuyện. Dược lão cũng kể về những việc quản lý nhân sự đón khách. Ông cũng như Tiêu Viêm không muốn tham gia. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Tiêu Viêm mang chiếc nhẫn của dược lão trả lại cho ông ấy. Dược lão cho biết chiếc nhẫn của ông có toàn bộ kiến thức cả đời. Tiêu Viêm học hết đồng nghĩa có thể ra trường. Sau đó dược lão lại đeo chiếc nhẫn đeo trên tay. Tuy nhiên dược lão muốn cho Tiêu Viêm dị hỏa có linh lãnh hỏa, là Tiêu Viêm tu luyện phần quyết hãy hấp thu dị hỏa nâng cao sức mạnh. Ông giờ là bán thánh, dị hỏa không còn tác dụng nữa. Đương nhiên Tiêu Viêm biết được dược lão đang lừa mình. Cốt linh lãnh hỏa đối với trình độ luyện dược rất quan trọng. Nhưng dược lão nhất quyết giao lại cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm. Ông đã phá bỏ linh hồn ấn ký dị hỏa. Dược lão dặn Tiêu Viêm, cốt linh lãnh hỏa đi theo ông một thời gian rồi. Tiêu Viêm đừng thôn phệ cốt linh lãnh hỏa vội, mà đợi một thời gian mới thôn phệ. Cuối cùng dược lão cho ra dị hỏa có linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm, nên Tiêu Viêm đã cài mật khẩu ấn ký cho dị hỏa có linh lãnh hỏa vào trong chán. Lúc này dược lão hỏi chuyện Tiêu Viêm tìm đủ 4 miếng Tịnh Liên yêu hỏa thứ 3 chưa. Tiêu Viêm lắc đầu là chưa. Vì vậy dược lão sẽ giúp Tiêu Viêm tìm manh mối của dị hỏa thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài ra dược lão cũng nói về em gái Nạp Lan Liên Nhiên đến tìm Tiêu Viêm có chuyện. Tiêu Viêm nghe vậy khả năng chỉ vân vân của mình gặp chuyện rồi, nên Tiêu Viêm đã chạy đến đại sảnh gặp Nạp Lan Liên Nhân. Tiêu Viêm hỏi thăm sức khỏe Nạp Lan Liên Nhân từ khi chia tay tại Thiên Sơn Huyết Đàm. Khi hắn tỉnh lại, Nạp Lan Liên Nhân đã đi rồi. Nạp Lan Liên Nhân cũng trình bày với Tiêu Viêm, lúc đó có việc gấp nên phải rời khỏi Thiên Sơn Huyết Đàm. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Nạp Lan Liên Nhân đến xin Tiêu Viêm hãy ra tay cứu vân vân. Cảm ơn anh em đã xem hết video.